Hi, chào anh em, chào em đã quay trở lại kênh Ca Tiền Chấm Com. Trong video này mình sẽ review sản phẩm đèn bảo vệ mắt nhé. Đấy, anh em nên mua những cái đèn bảo vệ mắt để khi chúng ta học, chúng ta làm việc thì mắt của chúng ta tốt hơn. Mình đeo kính này, cận mà anh em, nói chung là hồi trước từ trước giờ toàn dùng đèn đều với cả học trong học với cả làm việc trong điều kiện ánh sáng không tốt nên mình bị cận, với cả cũng một phần đấy cũng là một phần, còn một phần lý do là mắt mình bị kém nữa rồi. Thì tốt nhất là anh em muốn hạn chế hỏng mắt cận loạn gì đấy thì tốt nhất là anh em dùng những cái bóng đèn mà bảo vệ mắt tốt. Rồi anh em xem trong cái này sản phẩm đèn bảo vệ mắt như nào nhá, cũng khá là nhỏ rồi in trộn. Đây, đèn led để bàn này, bảo vệ mắt này, số tiền 51.000. Đấy, nói chung thì nó cũng không rẻ, cũng không đắt. 51.000 cả ship đấy. Thì giá hình như là khoảng 51 mà trừ 11 là còn bao nhiêu anh em? Mình hơi bị ngu toán, anh em tính hộ mình nhá. 15.000, ship khoảng 15.000, 16.000. Đấy, anh em 51 mà trừ 15, 16, còn bao nhiêu? Đèn này cũng khá là nhỏ nhỉ. Đây, anh em mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở dưới video nhé. Dear Letla Remax, như của con kia Remax này. Đây hình cái đèn này. Con này là con gì anh em? Lợn không ra lợn mà hiêu không ra hiêu. Nhưng mà thiết kế kiểu khá là ngộ nghĩnh trẻ con đấy. RTE 315. Bên trái thì tàu, còn đánh tàu. Đây đường anh đây. Đấy, tạo đây có màu trắng và màu hồng này. Đấy, hình như mình là màu trắng. Hình có mặt trời. Mặt sau toàn đường tàu chạy rồi chứ một cái ở đây. Có tiếng Anh đấy, hướng dẫn sử dụng này, vân vân mây mây. Mã của nó RTE 315 nhá. Đây có thông số chi tiết này. Xoay gì đấy? 5V, 2W, 7W. Mắc 7W à? Có đèn led nhanh em. Đó. Nhỏ gọn thôi. Không biết bây giờ giá là bao nhiêu. Lúc mình săn giá là 51 trừ 15 anh em ạ. Bây giờ không biết giá là bao nhiêu. Hình như làm bằng sứ. Ồ, kiểu gì á? Công ty này có vẻ như sản xuất đèn cho kiểu đồ chơi cho trẻ con sao? Nhìn cái gì cũng kiểu này, kiểu ngôn ngữ kiểu xì tin ấy. Đây là cái sạc, cái dây sạc này. Một đầu USB này, đầu còn lại tròn chân kim. Đấy, uốn dẻo được này. Hay quá, được đấy chứ. Được đấy nhở. Không nên chỗ. Mình nghĩ là nhìn ở hình thì nó khá là nhỏ, mà to ra thì to đấy. Và bóng đèn này không biết có thay được không, hay dùng hỏng vứt đi luôn nhỉ. Hỏng vứt đi luôn thì hơi phí ở cái đèn này. Đấy. Được ạ, đẹp, trang trí được. Ngoài tác dụng làm đẹp thì em để trang trí được đây. Cái đầu của nó nữa, đầu anh em này, đầu uốn dẻo luôn. Đấy, chị trò chưa. Đây, hình nó như này. Ở đây, mình làm ngược rồi. Đây, hình nó phải như này. Đấy, đây, nó phải như này. Đấy, bẻ các kiểu quá. Đầu uốn thẳng, uốn cong được này. Đấy, khá là dễ dàng. Thiết kế nhựa này là mình liên tưởng đến nhựa Xiaomi Mi 6 ấy, khá là tốt. Đấy, cái đầu nó được bọc nhựa khá cứng. Đấy. Ở đây người ta như cảm biến rồi. Cảm biến rồi. Đây. Không phải nút nhá. Đấy. Hình cái nút nguồn này. Công ty Remax này. My device my life. DC 5V đây, nguồn đây. Ở trên này có. Chỗ này nó bị hở này. Hình như mở được à. Đấy. Nó bị hở. Chúng ta sẽ gạt này lên bật à. Không ấn này à. Đấy, sáng rồi. Đây anh em, tắt đi này. Có mấy nấc. Nấc này là nấc đây. Đấy, em thấy chưa. Nấc này là nấc đèn kiểu đỏ đỏ, hơi đỏ đỏ ấy. Đấy. Đây là tắt rồi này. Bật này, đây, đèn trắng nhá. Ấn phát nữa, trắng tinh. Ấn phát nữa, đèn đỏ. Đấy, có 3 chế độ đèn. Tắt, ngả trắng, trắng và đỏ. Đấy, 3 chế độ. Được, ngon. Chạm vào phát tắt. Còn đây là cái công tắc tổng luôn này. Đấy. Này thì tắt này thì anh em ấn chạm vào thoải mái nó cũng không bật đâu. Đây là chỗ nguồn DC 5V.
đây có cái đèn báo sạc đầy này. Đấy, công tắc tầm và công tắc cảm ứng đầu nó khá là tròn. Các chị em cũng có thể mua đèn này dùng, ngon, thuần thuần, nhìn rất là giống toy anh em ạ, đồ chơi. Ở dưới này đây là cái bốn cái chân nhựa cứng thôi, không phải cao su nhá, bên chân. Rồi trong này chắc chắn là pin rồi, cục pin này chắc là xem mà dung lượng pin ở đây, nhiệt độ này 2700 này, không thấy không thấy cái thông số pin đây, không biết là bao nhiêu miliampe. À thế thôi, okay. Ở dưới này, đây dưới này chắc ghi thông số này. Mô đen của nó là RT315 nhá, 5V, 7W, 40 độ gì đấy, kích thước chiều dài, không thấy ghi thông số pin, có vẻ như là một ẩn số, chúng ta phải dùng một thời gian nữa đấy. Đây, mình nghĩ đây là con hươu anh em, con hươu cao cổ. Anh em thấy giống con hươu không? Khá là giống con hươu nhỉ. Đấy, để này, cắm vào sạc pin thử xem như thế này, cắm đít, khá là xịt tin luôn, rất là đáng yêu. Đấy, đây có đèn đỏ này, đấy, đang sạc, ok. Được, vừa trang trí vừa làm đèn học được, để trên bàn được, nhỏ gọn. Và xoay này, đấy, xoay riết xong rồi đổ đốn các thứ, đấy, khá là đẹp luôn. Anh em thấy sao? Đấy, như này, gấp gọn. Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm đèn LED để bàn, giá siêu là rẻ luôn. Xong trên Shopee, anh em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn theo dõi video, bye bye. Rẻ đấy anh em ạ, mua được đấy. Vừa trang trí để bàn, vừa bảo vệ mắt, làm đèn học, đèn làm việc, khá ngon.